Khi mà thị trường chuyển nhượng mùa đông đang ở rất gần thì các đội bóng cũng đang rất tích cực đi chợ để mua được những món hàng phù hợp. Chi tiết như thế nào thì mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển nhượng ngày 27 tháng 12 của bóng đá 24h.vn. Man United ký gấp James Maddison. Ở hàng tiền vệ, Quỷ Đỏ thi đấu rất thiếu sự sáng tạo. Paul Pogba có thể đá hộ công, tuy nhiên tiền vệ trung tâm lệch trái mới là nơi thích hợp nhất để ngôi sao người Pháp tỏa sáng. Bởi vậy, huấn luyện viên Solskjaer càng muốn chiêu mộ James Maddison càng sớm càng tốt. Quỷ Đỏ thực sự muốn có Maddison ngay phiên chợ đông và họ sẵn sàng chi 80 triệu bảng để đặt lên bàn đàm phán. Phó chủ tịch điều hành Edward Ward khẳng định sẽ làm tất cả để có thể sở hữu Maddison chậm nhất là vào tháng 1 tới đây. MU lao vào cuộc tranh giành sao Napoli. Cụ thể, trung vệ Kalidou Koulibaly mới đây đã đề đạt mong muốn ra đi với chủ tịch Napoli, thậm chí là ngay vào mùa đông này. Cầu thủ người Senegal tỏ ra thất vọng với phong độ hiện tại của đội bóng, lý do mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã bị sa thải. Nhận thấy cơ hội chiêu mộ mục tiêu từng theo đuổi trong quá khứ, MU lập tức nối lại liên lạc với Koulibaly. Huấn luyện viên Solskjaer đã tăng cường hai nhân tố hàng thủ vào mùa hè, đó là Maguire và Wan-Bissaka, nhưng ông vẫn không hài lòng lắm với những màn trình diễn trong thời gian gần đây và rất muốn đem về Koulibaly. Bên cạnh đó, không chỉ mình đội chủ sân Old Trafford thèm muốn ngôi sao của Napoli, ông thầy cũ Ancelotti do đang làm thuyền trưởng của Everton cũng muốn có chữ ký của cầu học trò. Đây được coi là cơ hội lớn để Koulibaly rời Serie A chuyển tới Premier League thi đấu. Mourinho ra tay, Spurs kích nổ siêu bấm tấn 100 triệu. Trong bối cảnh Christian Eriksen sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa bóng này theo dạng chuyển nhượng tự do, huấn luyện viên Jose Mourinho cần có một phương án thay thế hữu hiệu và đáng tin cậy. Theo Mundo Deportivo, Tottenham và huấn luyện viên Jose Mourinho có cơ hội rất lớn để đàm phán chiêu mộ chân sút người Brazil Philippe Coutinho, bởi hiện tại Barcelona không muốn đưa Coutinho trở về Catalan, trong khi Bayern Munich cũng chậm trễ trong việc đàm phán chiêu mộ cựu tiền vệ Liverpool. Philippe Coutinho là mẫu tiền vệ công mà huấn luyện viên Mourinho đang cần để tăng cường sức mạnh tuyến trên của Tottenham. Bản hợp đồng này dự kiến sẽ tiêu tốn của thượng tầng gà trống số tiền lên tới 100 triệu euro. Chelsea săn trung phong số 1 của đội tuyển Đức. Do kháng án thành công, Chelsea sẽ được tuyển quân trở lại trong phiên chợ tháng 1 sắp tới. Cả ngân sách chuyển nhượng mùa 2019-2020 của The Blues được dồn cả vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, nên huấn luyện viên Frank Lampard được cấp số tiền ít nhất là 150 triệu bảng để tăng cường nhân sự. Theo thông tin mới nhất được Daily Express đăng tải, Chelsea đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền đạo Timo Werner, trung phong số 1 của đội tuyển Đức. Đội bóng tây London gặp khá nhiều thuận lợi trong thương vụ này, bởi sau khi Werner ký hợp đồng mới hồi tháng 8 với Red Bull Leipzig, phí giải phóng hợp đồng của tiền đạo này chỉ còn ở mức 30 triệu euro, tương đương khoảng 27 triệu bảng. Ở mùa giải năm nay, Timo Werner vẫn duy trì được phong độ săn bàn khá ấn tượng trong màu áo Red Bull Leipzig. Tính tới nay, tiền đạo người Đức đã ghi được 23 bàn sau 24 trận ra sân trên mọi đấu trường. Bayer Leverkusen chốt giá bán Havertz. Trong những mùa giải gần đây, sao trẻ Kai Havertz đã trưởng thành vượt bậc. Cầu thủ sinh năm 1999 này là mẫu ngôi sao tấn công đa năng. Anh có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hay chạy cánh đều tốt nhờ sở hữu tốc độ và kỹ thuật. Havertz cũng được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo cũng như dứt điểm. Với những màn trình diễn ấn tượng của mình, tiền vệ này đã được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu quan tâm, trong đó có MU và Man City. Hai đội bóng thành Manchester chấp nhận chi ra một số tiền lớn cho thương vụ này. Theo thông tin được tờ Bild của Đức đăng tải, thì Leverkusen sẽ bán Kai Havertz nếu nhận được 110 triệu euro, một mức phí chuyển nhượng đầy thách thức với mọi đại gia ở châu Âu. Newcastle bất ngờ muốn có Mason Greenwood. Mùa giải năm nay, Newcastle chưa không quá ấn tượng ở khả năng tấn công. Huấn luyện viên Steve Bruce không có quá nhiều lựa chọn tốt khi mà chiếc chòe đang phụ thuộc quá nhiều vào Wellington. Vị trí lực gia 59 tuổi đang lên kế hoạch đưa về thêm một tiền đạo vào tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, Newcastle không cấp nhiều tiền cho Steve Bruce mua sắm cầu thủ. Họ chỉ muốn ông này đưa về những bản hợp đồng theo dạng cho mượn. Vì lẽ đó, theo Express, Newcastle đã hỏi mượn tiền đạo Mason Greenwood của MU. Mùa giải năm nay, Greenwood không được sử dụng thường xuyên trong màu áo Quỷ Đỏ. Tuy nhiên khi được trao cơ hội, cầu thủ trẻ sinh năm 2001 này chơi khá tốt. Tính từ đầu mùa giải tới nay thì cầu thủ người Anh đã có 8 bàn cho đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên Lampard lên tiếng về tương lai của Willian. Trong những mùa giải gần đây, Willian đều là nhân tố quan trọng trong đội hình của Chelsea. Ngôi sao sinh năm 1988 luôn duy trì quyết tâm thi đấu rất lớn. Dưới thời Conte, Sarri hay hiện tại là Lampard, cầu thủ 31 tuổi này đều được sử dụng thường xuyên. Hiện tại, hợp đồng giữa Willian và Chelsea chỉ còn thời hạn đến hè 2020, nhưng một bản giao kèo mới lại chưa được thông qua. Người hâm mộ Chelsea thì vẫn muốn ban lãnh đạo đội bóng giữ chân cầu thủ sinh năm 1988 ở lại.
Và mới nhất, huấn luyện viên Lampard cũng xác nhận đội bóng thành London đang đàm phán hợp đồng với tiền đạo này. Willian rất tài năng, tôi muốn cậu ấy tiếp tục ở lại và cống hiến cho câu lạc bộ. Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra và tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được thông qua. Tôi cũng biết người hâm mộ rất muốn đội bóng giữ chân cậu ấy. Juventus quyết định tương lai của Adrien Rabiot. Mùa hè năm nay, Rabiot cập bến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain. Cầu thủ 24 tuổi được kỳ vọng rất nhiều trong màu áo đội bóng thành Turin, nhưng đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều. Rabiot không có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo mới. Tính đến nay, anh chỉ mới góp mặt vỏn vẹn 9 lần tại Serie A và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Một số đội bóng đã đánh tiếng muốn có tiền vệ người Pháp, như tờ Telefoot khẳng định Juventus tuyên bố sẽ không để cựu ngôi sao Paris Saint-Germain ra đi dưới dạng cho mượn. Trước mắt, họ chỉ có hai phương án đối với trường hợp của Rabiot. Một là bán đứt để thu về lợi nhuận, hai là sẽ giữ anh lại ở Turin nhằm phục vụ cho các kế hoạch phát triển trong tương lai. Phiên chợ đông sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn và bất ngờ. Các bạn hãy subscribe kênh của chúng tôi và bật thông báo để không bỏ lỡ những điều đó nhé. Chúc các bạn một buổi tối ấm áp và một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.